rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn tùy các ba la mật và các địa đều là cảnh giới rộng lớn khó nghĩ lường xong hiện tại đều viên mãn vô lượng chúng sinh thảy đều phục hết thảy tất cả chúng sinh đều được điều phục chúng sinh can cường đều hưu hòa chúng sinh có tâm tham thì không còn tham nữa chúng sinh có tâm si cũng chẳng còn si mê nữa tất cả cõi phật đều nghiêm tịnh tất cả các cõi phật đều trang nghiêm thanh tịnh như Phật giáo hóa cõi chúng sinh, cõi nước mười phương đều đầy dẫy trong một tâm niệm truyền pháp luân ứng khắp quần sinh khắp hết thảy. Như Phật giáo hóa cõi chúng sinh, giống như Phật vì giáo hóa chúng sinh mà vào tất cả cõi chúng sinh, cõi nước mười phương đều đầy dẫy, hết thảy cõi nước mười phương đều đầy dẫy pháp của Phật giáo hóa trong một tâm niệm truyền pháp luân, ở trong một tâm niệm truyền bánh xe pháp, ứng khắp quần sinh khắp hết thảy cảm ứng các hết thảy chúng sinh chẳng có một chúng sinh nào mà không nghe được tránh pháp phật trong vô lượng kiếp rộng lớn hiện khắp trước tất cả chúng sinh như phật thuở xưa rộng tu hành chỉ bày nơi tu hành thanh tịnh phật trong vô lượng kiếp rộng lớn phật ở trong vô lượng vô biên kiếp rộng lớn về trước làm gì hiện khắp trước hết thảy chúng sinh thì hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh giáo hóa chúng sinh tu học phật pháp như thế nào như Phật thuở xưa rộng tu hành, giống như Phật thuở xưa rộng tu lục độ vạn hạnh, tất cả các pháp trừ khử tập khí ma bệnh, chỉ bày nơi tu hành thanh tịnh, chỉ bày cho tất cả chúng sinh nơi Phật tu hành thanh tịnh. Tôi thấy mười phương chẳng còn sót, cũng thấy chư Phật hiện thần thông, đều ngồi đạo tràng thành chánh giác, chúng hội nghe Pháp cùng vây quanh. Tôi thấy mười phương chẳng còn sót, tôi nhìn thấy hết thầy chư Phật trong mười phương, chẳng có chỗ nào mà chẳng thấy, cho nên nói là chẳng còn sót. Cũng thấy chư Phật hiện thần thông, cũng nhìn thấy chư Phật hiện thần thông, thiên biến vạn hóa không thể nghĩ bàn. Đều ngồi đạo tràng thành tránh giác, tất cả chư Phật đang ngồi tại đạo tràng mà thành tránh giác. Chúng hội nghe Pháp cùng vây quanh, tất cả Bồ Tát trong chúng hội và thanh văn duyên giác thiên lòng bát bộ nhân phi nhân vân vân nghe pháp rồi hết thảy đều cùng nhau vây quanh chư phật cúng dường chư phật pháp thần phật quang minh rộng lớn thường dùng phương tiện hiện thế gian khắp tùy chúng sinh tâm ưa thích theo căn tính họ mà mưa pháp pháp thân phật quang minh rộng lớn phật có trí huệ bát nhã hay hiện ra quang minh rộng lớn đây là cảnh giới do pháp thân của phật thành tựu thường dùng phương tiện hiện thế gian quang minh của phật rộng lớn vô biên pháp thân của phật không tướng không hình song phật dùng pháp môn phương tiện xuất hiện trong thế gian từ không hình mà hiện có hình khắp tùy chúng sinh tâm ưa thích tùy thuận khắp hết thảy can tánh của chúng sinh và sự ưa thích trong tâm theo can tánh họ mà mưa pháp pháp của phật dưới xuống diệu dụng vô cùng chúng sinh giống như hoa cỏ cây cối chúng sinh đại căn đại trí thì điệp nhuần nhiều mưa pháp chúng sinh tiểu căn tiểu trí thì điệu nhuần ít mưa pháp căn tánh của chúng sinh phân ra làm hai thứ một là lợi căn tức là người thông minh hai là độn căn tức là người ngu si có trí huệ như cây lớn được nhiều lợi ích chẳng có trí huệ như cây nhỏ được ít lợi ích tùy theo căn tánh mà đắc được mưa pháp chân như bình đẳng thần vô tướng lìa cấu quang minh tịnh pháp thân trí huệ tịch tính vô lượng thân ứng khắp mười phương mà thuyết pháp chân như bình đẳng thân vô tướng. Phật là bình đẳng nhất, cho nên nói là chân như bình đẳng. Chân như còn gọi là thật tướng, còn gọi là nhất chân pháp giới. Đây là thể pháp thân của Phật, cũng là thể không hình không tướng. Tính diệu chân như này, ở bậc thánh chẳng tăng, ở địa vị phàm phu cũng chẳng giảm. Không thể vì đoạn lạc trong ba đường ác hoặc là thành Phật mà có sự khác nhau, đó là chân như bình đẳng thân vô tướng liệt cấu quang minh tịnh pháp thân địa cấu tức là lìa khỏi tất cả phiền não chướng và sở tri chướng Nếu lìa khỏi tất cả phiền não vô minh Thì trí huệ quang minh pháp thân thanh tịnh sẽ hiện tiền Trí huệ tịch tĩnh vô lượng thân Trí huệ là đầy đủ trí bát nhã Và nhất thiết trùng trí Tịch tĩnh là tịch nhiên bất động dòng cảm ứng mà tọa thông Tịch tĩnh bất động là viên mãn báo thân của Phật cảm mà tọa thông là thiên bách ước hóa thân của Phật, cho nên nói vô lượng thân, chẳng những Phật có hóa thân mà chúng ta cũng có hóa thân. Ví như thầy giáo đem đạo lý mình đã hiểu biết dạy học sinh, học sinh minh bạch rồi theo đó mà thực hành, thì đồng hóa thân nơi thầy giáo, học sinh vẫn tiếp tục đi truyền dạy, hết lớp này đến lớp khác, đó là hóa thân không ngừng, đó chẳng phải là thiên bách ước hóa thân chăng? Giảng kinh thuyết pháp phải khiến cho Phật Pháp linh hoạt, đừng chiếu theo đạo lý chết để giảng, như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên giảng kinh không cần quá sâu, khiến cho người nghe không hiểu, cũng không cần quá cạn, khiến cho người nghe sinh nhàm chán, phải bình dị vào sâu gia cạn, mới khiến cho người nghe sinh hoàn hỉ mà đắc được lợi ích. Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp Tại sao phải hiện ra thiên bách ước hóa thân? Vì phải cảm ứng khắp căn cờ của tất cả chúng sinh trong mười phương mà diễn nói diệu pháp. Các lực của Phật đều thanh tịnh, trí huệ như không chẳng bờ mé, đều vì khai thị không lưu giữ, khiến khắp chúng sinh cùng ngộ nhập. Các lực của Phật đều thanh tịnh, và vườn tức là thánh nhân đã tu đến địa vị cùng cực cũng là Phật. Mười lực của Phật tu đều thanh tịnh viên mãn, Chí huệ như không chẳng bà mé trí huệ của phật giống như hư không chẳng có bà mé tuy nhiên chẳng có bà mé song vẫn biết có hư không tồn tại đều vì khai thị không lưu giữ pháp của phật nói hoàn toàn vì khai thị cho tất cả chúng sinh mà nói hoàn toàn nói ra hết chẳng để lại hoặc cất giữ khiến khắp chúng sinh cùng ngộ nhập khiến khắp tất cả chúng sinh đều khai ngộ và nhập vào đạo vô thượng giác cùng nhau đắc được quả vị phật như Phật thuở xưa đã tu hành, cho đến thành tựu nhất thiết trí, nay phóng quang minh khắp pháp giới, trong đó hiển hiện đều rõ ràng. Như Phật thuở xưa đã tu hành, giống như Phật thuở xưa tu hành lục độ vạn hạnh trong nhiều đời nhiều kiếp mới diệt trừ sạch vô minh tập trí phiền não, tức là tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp trùng tướng hảo, cho đến thành tựu nhất thiết trí. Phật tu hành thời gian dài như thế mới thành Phật khiến phóng quang minh pháp pháp giới. Hiện tại Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện hiện đều rõ ràng phóng đại quang minh khắp pháp giới, đều hiện ra hết tất cả, rất rõ ràng chẳng có gì mà chẳng nhìn thấy. Phật dùng nguyện xưa hiện thần thông, tất cả mười phương đâu chẳng chiếu. Như Phật thuở xưa đã tu hành, trong lưới quang minh đều diễn nói. Phật dùng nguyện xưa hiện thần thông. Tại sao Phật phải hiện thần thông? Vì bốn lai Phật có nguyện lực, muốn hiện thần thông để giáo hóa chúng sinh. Tất cả mười phương đâu chẳng chiếu. Hết thảy tất cả mười phương pháp giới, chẳng có chỗ nào mà không bị quang minh bát nhã của Phật chiếu đến. Như Phật thuở xưa đã tu hành, giống như thuở xưa Phật tu cát hạnh môn trong lưới quang minh đều diễn nói ở trong lưới đại quang minh của phật đều diễn nói ra những hạnh môn của phật tu thuở xưa khiến cho chúng sinh y theo pháp mà tu hành mười phương cảnh giới không cùng tận vô đẳng vô biên đều khác biệt phật vô ngại lực phát đại quang tất cả cõi nước đều hiện rõ mười phương cảnh giới không cùng tận cảnh giới mười phương cõi nước chẳng cùng tận thần thông biến hóa của phật cũng chẳng cùng tận vô đẳng vô biên đều khác biệt chẳng có ai có thần thông diệu dụng bằng đức phật thứ hư thần thông diệu dụng này chẳng có bờ mé mà cảnh giới mười phương có đủ thứ sự khác biệt phật vô ngại lực phát đại quang phật có sức vô ngại phát ra một thứ đại quang minh tất cả cõi nước đều hiện rõ hết thảy mười phương cõi nước đều hiện hiện ra ở trong đại quang minh tạng của phật Hiện tại đã giải thích sơ lược xong môn giải thoát và kệ của 21 vị Đại Bồ Tát. Giới đây nói rõ kinh văn tiếp theo. Bấy giờ tòa sư tử của Đức Như Lai, các hoa bão vi diệu, đài bánh xe, thèm vực và các cửa nẻo. Như thế trong tất cả đồ trang nghiêm, mỗi mỗi đều hiện ra Đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Khi 21 vị Đại Bồ Tát nói xong môn giải thoát của các ngài, thì Phật ngồi trên tòa sư tử lại vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Bên cạnh tòa sư tử, có rất nhiều châu báu ma ni, lại có hoa sen xinh đẹp ví diệu, lại có pháp luân, bệ đài thèm bực và tất cả cửa nẻo để trang nghiêm đạo tràng. Còn có rất nhiều đồ trang nghiêm vi tế như lư hương, đèn nến, bình hoa, vân vân. Và trong những đồ trang nghiêm đó lại hiện ra trong cõi Phật khác có các đại bồ tát nhiều như số hạt bụi tức cũng là pháp thân đại sĩ hiện tại dùng 10 vị đại bồ tát để đại biểu làm thượng thủ trong chúng đại bồ tát tòa ngồi của phật gọi là tòa sư tử pháp của phật nói gọi là sư tử hống tại sao gọi là sư tử vì sư tử là chúa của loài thú một khi nó hống lên thì các loài thú đều sợ hãi ở trong chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia có nói, Sư tử hống vô ý thuyết, bách thú văn chi dai não liệt hương tượng bôn ba thất cước oai tiền lòng tịch thính sinh hần duyệt nghĩa là sư tử hống thì chẳng sợ sệt gì hết thảy loài thú nghe được tiếng hống đều bị nhiếp phục thậm chí đầu não bị tàn vỡ dù cho voi to lớn mà nghe được tiếng hống thì cũng mất đi oai phong trời rồng tám bộ chúng nghe được âm thanh phật nói pháp thì sinh tâm hoàn hỉ cho nên Phật nói Pháp giống như sư tử hống, hàng phục bọn báng môn tả đạo, buông bỏ Pháp tà mà đến học tránh Pháp. Như ngày Xá Lợi Phất và Mục Kiển Liên, trước kia các ngài tu học trong ngoại đạo, sau khi nghe Phật thuyết Pháp mới bỏ tối về sáng, theo Phật tu học tránh Pháp, chứng từ quả vị A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất, bậc nhất về trí huệ, ngài Mục Kiển Liên, bậc nhất về thần thông, trí huệ và thần thông hai thứ Pháp môn này, người học Phật nên chứng đắc, mong rằng mọi người đều chứng được hai pháp môn này. Danh hiệu của các ngài là Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương, Đại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Trấn, Đại Bồ Tát Chúng Bảo Quang Minh Kế, Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ, Đại Bồ Tát Bất Tư Nghỉ Công Đức Bảo Trí Ấn, Đại Bồ Tát Bách Mục Liên Hòa Kế, Đại Bồ Tát Kim Diễm viên mãn quang, đại bồ tát pháp giới phổ âm, đại bồ tát vân âm Tỉnh nguyệt, đại bồ tát thiện dũng mãnh quang minh tràng. Ở trong mỗi thứ đồ trang nghiêm, hiện ra số bồ tát nhiều như số hạt bụi, những bồ tát đó đều có danh hiệu của mình. Hiện tại sơ lược kể ra danh hiệu của 10 vị đại bồ tát để làm đại biểu. Vị đại bồ tát thứ nhất tên là Hải Huệ tự tại thần thông vương, trí huệ của ngài đặc biệt rộng lớn vô biên như biển cả ngài cũng rất tự tại, lại có đại thần thông, có thể không động bổn tòa mà hóa hiện trong 10 phương pháp giới cho nên được tên này. Vị đại Bồ Tát thứ hai tên là Lôi Âm Phổ chấn, âm thanh của ngài thuyết pháp như tiếng sấm chấn động khắp 10 phương pháp giới, khiến cho chúng sinh đang ngủ từ trong mê mộng tỉnh dậy, biết bỏ đường mê về với giác ngộ cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ ba tên là chúng bảo quang minh kế ngài dùng các châu báu chế thành quang minh bảo kế rất mỹ lệ trang nghiêm vì bảo kế phóng quang minh hay đại biểu thuyết pháp khiến cho chúng sinh đều khổ được vui cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ tư tên là đại trí nhật dũng mãnh huệ trí huệ của ngài sánh như mặt trời chiếu khắp mười phương pháp giới ngoài có trí huệ dũng mãnh tinh tấn không tu hành những khổ hạnh vô ích nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ năm tên là Bất Tư Nghị Công Đức Bảo Trí Ấn. Ngài có công đức không thể nghĩ bàn, lại có trí huệ đặc biệt như Bảo Trí Ấn cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ sáu tên là Bách Mục Liên Hoa Kế. Ngài có tướng trầm mắt trang nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn mắt, Bồ Tát Dược Vương có vạn mắt lại có hoa sen để cho nghiêm búi tóc cho nên được tên này vị đại bồ tát thứ bảy tên là kim diễm viên man quang